Khoảng 15 giờ 30 phút ngày 6 tháng 3, tại đoạn đường nội phương thuộc tổ dân phố Minh Lợi, phường Quảng Thọ, thị xã Ba Đồn, đồn biên phòng cửa khẩu Cảng Danh đã phát hiện bắt quả tang đối tượng Trần Đình Cương, sinh năm 1988, trú tại tổ dân phố Minh Lợi, phường Quảng Thọ, thị xã Ba Đồn, đang cầm trên tay một túi ni lông nghi là ma túy. Qua khám xét, tang vật thu giữ 18 viên nén hình tròn màu hồng, trên mặt mỗi viên có ký hiệu VKY. Qua đấu tranh khai thác, Trần Đình Cương khai nhận toàn bộ tang vật trên là ma túy tổng hợp dạng hồng phiến, được đối tượng mua với giá 1 triệu đồng, mục đích về để sử dụng. Hiện các đơn vị nghiệp vụ Bộ đội Biên phòng tỉnh và đồn biên phòng cửa khẩu Cảng Danh đã tiến hành lập biên bản bắt người phạm tội quả tang hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, tạm giữ niêm phong tang vật, đồng thời phối hợp với các lực lượng chức năng tiến hành điều tra làm rõ vụ việc để xử lý theo quy định của pháp luật.